Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Kun Kun, bạn Hải Huỳnh, hai bạn hết tháng hội viên giúp YouTube đăng ký là ủng hộ app. Cảm ơn Kun Kun, cảm ơn Hải Huỳnh. Rồi giúp YouTube chào đón bạn Tu Tuấn, bạn mới tham gia hội viên giúp YouTube ủng hộ app. Cảm ơn Tu Tuấn. Chiến thần ở rễ Dương Thanh Tần Thanh Tâm chương 4838 đến chương 4842. Người trưởng khống có từng thế lực nhưng không được gầm lên: tên khốn đáng chết này thật sự là quá phách lối, ta sắp không nhịn được nữa, ta muốn hủy diệt toàn bộ Cửu Châu. Khốn kiếp, thuần túy tiêu diệt thế lực đạo quốc còn chưa đủ, lại còn muốn đồng thủ với chúng ta. Cửu Châu đáng chết này là còn ham muốn tài nguyên tu luyện của chúng ta, ta muốn hủy diệt Cửu Châu, diệt sát Cửu Châu. Đối với sự phẫn nộ của từng thế lực, Duy Thanh cũng sớm đã đánh trước được. Chẳng qua anh không hề quan tâm, chỉ ở lại Diệp gia chuyên tâm tu luyện. Mỗi một ngày ngoại trừ tu luyện, anh cũng ngẫu nhiên chỉ điểm cho Mã Siêu một chút, có được khi để đi thăm và chơi đùa cùng Tiếu Tiếu. Mà mỗi khi thời điểm Tiếu Tiếu hỏi mẹ lúc nào trở về, trong lòng Như Thanh đều tựa như bị dao cắt. Bây giờ tại trong mắt thế nhân, anh khủng bố như một tôn thần linh, nhưng mặc dù như thế anh vẫn không cách nào bảo vệ được vợ của mình. Như Thanh hết sức rõ ràng mình tại bên trong hành tinh này cũng chỉ nhỏ bé giống như một hạt bụi, hành tinh này tuyệt đối không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Một hành tinh lại bị cường giả dùng kết giới chia cách thành mấy khu vực khác biệt, mà lại không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng cho tới ngày hôm nay, giới thế tục cùng cổ võ hạ giới và cổ võ trung giới mới đang từ từ dung nhập trở lại. Có thể đem kết giới thi triển đến tình trạng dài lâu như thế thì cũng có thể tưởng tượng được cường giả thi triển ra kết giới kia là tồn tại kinh khủng tới mức nào. Tại thời điểm mở ra kế hoạch hủy diệt thiên địa tâm khủng bố trong ảo cảnh kia càng là khiến cho Dương Thanh căn bản không dám tưởng tượng tới. Cho dù là những đại tâm môn ở cổ võ trung giới kia, tại trước mặt thiên địa tâm ngay cả tư cách làm con sâu cá kiến đều không có. Dương Thanh vô cùng hoài nghi, ngay cả cổ võ thượng giới mà mình không biết rõ kia, rất có khả năng tại trước mặt thiên địa tông cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như con sâu cái kiến mà thôi. Điều này đủ để cho thấy thiên địa tông khủng bố đến mức nào, mà tại thế giới bên trong ảo cảnh kia còn có thế lực so với thiên địa tông lại càng khủng bố hơn. Tuy nhiên là động thất thiên địa tông còn sót lại vẫn còn lưu tồn ở Cửu Châu, điều này đủ để chứng minh thế giới bên trong ảo cảnh kia cực kỳ có khả năng chính là Cửu Châu từ ngàn vạn năm trước. Về sau, Dương Thanh lại gặp được tiểu quỷ như hoàng thần của đạo quốc. Tại thời điểm anh đi giải quyết những cao khoản của đạo quốc, Dương Thanh cũng đã gặp không ít tiểu quỷ giống như hoàng thần. Với tất cả những dấu hiệu này cho thấy hành tinh này không hề đơn giản, đồng thời điều này cũng kích thích khiến cho khát vọng của Dương Thanh đối với thực lực càng mạnh hơn. Thế nhưng, điều mà Dương Thanh không biết đến chính là nước lớn sau lưng đảo quốc kia đã không ngồi yên được nữa. Đám trưởng khống các thế lực bọn hắn sau khi biết Dương Thanh ra lệnh cho bọn hắn nộp lên tài nguyên tu luyện, lập tức một vẻ mặt khinh thường cười lại ra: chỉ là một tên bao đầu tiểu tử mà thôi, muốn cùng ta đấu vẫn còn non lắm, thật sự coi chính mình việc đi thế lực của đảo quốc thì đã trở thành bá chủ toàn cầu rồi sao? Thật là buồn cười. Thế lực của ta mới là bá chủ trên hành tinh này, thế lực của ta còn chưa ra tay, khi nào thì đến phiên tiểu tử ngươi kêu gào rồi thế? Còn muốn để chúng ta nộp lên tài nguyên tu luyện, thật sự là một trò cười. Có vẻ đã đến lúc thế lực của ta phải ra tay dạy cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một bài học nhớ đời. Mà cũng là thời điểm mở ra kế hoạch hành động diệt thiên của chúng ta, vừa vặn kiến nghị thực lực của một nhóm người của hành động diệt thiên này, nếu có chỗ nào thiếu sót thì cũng tốt để tiếp tục cải tiến. Cửu Châu, Dương Thanh, các ngươi cứ đợi mà đón nhận sự trả thù điên cuồng của nước lớn chúng ta đi. Đối với kế hoạch hành động diệt thiên của thế lực nước lớn này, Dương Thanh đương nhiên là không biết. Hôm nay Dương Thanh cũng giống như mọi ngày
Sau khi tu luyện từ sáng sớm, anh liền mang theo Thiếu Thiếu chơi đùa tại bên trong tiểu hoa viên của Diệp gia. Đến lúc này, từ cổng Diệp gia đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Sau khi Dương Thanh nhìn rõ hai người, lập tức giật mình sửng sốt. Dương Thanh vốn dĩ còn đang chơi với Thiếu Thiếu, đột nhiên anh toàn thân lông mau dựng đứng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Dương Thanh đại biến, loại cảm giác này anh cũng mới chỉ trải qua đúng một lần. Đây cũng không phải là cảm nhận được sát ý gì, mà là một cảm giác khủng bố trước nay chưa từng có. Ngay cả một người cường đại như anh, tại sao khi cảm nhận được một cổ khí tức khủng bố này, thân thể không thể nào khống chế, cảm thấy một tia sợ hãi. Điều này đủ để cho thấy đối phương kinh khủng tới bậc nào. Dương Thanh có chút không dám tin tưởng, loại cảm giác này chẳng qua đây cũng phải là anh không tin có nhân vật cường hãn như vậy xuất hiện, mà là anh căn bản không nghĩ tới. Nhân vật có thể mang đến cho anh loại cảm giác to lớn như vậy lại xuất hiện ở đây và lúc này. Tại cũng lúc thân thể có chút sợ hãi, thì trong lòng Dương Thanh cũng có một chút kích động cùng mừng rỡ. Bởi vì loại cảm giác mà Dương Thanh cảm nhận lúc trước, chính là lúc Dương Thanh cứu ra Tần Thanh Tâm ở Hờ Văn Tông tại cổ võ trung giới. Sau đó tiếp nữ xuất hiện để đem lại cho Dương Thanh cảm giác này. Nên hiển nhiên với cảm giác quen thuộc này, Dương Thanh lập tức liền nghĩ đến người vừa tới nhất định là Tuyết Nữ. Trong mấy ngày này, khi Dương Thanh trở về Cửu Châu, gần như mỗi giờ mỗi khắc đều đang lo lắng cho Tần Thanh Tâm và luôn mong đợi Tần Thanh Tâm trở về. Anh vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Tần Thanh Tâm, cho dù là mỗi ngày anh không ra ngoài tìm kiếm, nhưng cũng phải ra rất nhiều cường giả ở bên ngoài tìm kiếm tung tích Tần Thanh Tâm. Đồng thời, mỗi một ngóc ngách tại toàn bộ Cửu Châu, Dương Thanh cũng đều thi triển bí thuật. Chỉ cần có Tần Thanh Tâm xuất hiện, anh sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Nhưng điều khiến Dương Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là cho đến lúc này, cảm nhận được phía sau lưng có hai thân ảnh xuất hiện. Trong đó một người có thể là Tuyết Nữ, thì một người còn lại anh vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của Tần Thanh Tâm. Bất chợt Dương Thanh lập tức quay người nhìn về phía cửa chính. Khi anh thấy rõ hai người ở cửa chính về sau, lập tức liền sửng sốt. Quả nhiên người vừa tới chính là Tuyết Nữ, mà bên cạnh Tuyết Nữ chính là nữ nhân mà anh ngày nhớ đêm mong Tần Thanh Tâm kia. Rất hiển nhiên, Tuyết Nữ đã thông qua một số thủ đoạn cũng để Dương Thanh sớm cảm nhận được sự hiện diện của Tần Thanh Tâm. Ngay cả đệ tử giữ cửa của Dịch Gia lúc này nhìn xem hai nữ nhân cũng là bị khiếp sợ, sững sờ đứng chết trên tại chỗ. Trong lúc nhất thời đã không kịp có phản ứng đi tìm Diệp Mạc báo cáo tin tức. Lập tức phản ứng đầu tiên của những người có mặt tại viện lạc của Diệp gia sau khi nhìn thấy hai nữ tử đều là bị chấn kinh đến mức há hốc mồm không nói được lời nào. Mẹ, Tiểu Di, mẹ. Tiểu Tiểu nhìn thấy Dương Thanh đứng ngay người liền lập tức kích động lao về phía Tần Thanh Tâm.